Tôn Quyền Khanh Vlog xin mến chào quý Phật tử, mến chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Quyền Khanh Vlog đang đứng ở tỉnh xá Ngọc Hương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan bên trong nha. Ra mời tất cả mọi người cùng đi. Trước mặt chúng ta đây là vườn Lâm Tùy Ni, nơi Phật đản sanh. Đại sứ Nepal, đấng Pháp Vương đã ra đời. Chúng ta sinh tử vô minh muôn loài, hiện tượng đó ai lên đó chấn động rền vang pháp giới chúng sanh, thải con đồng quy ngưỡng nguyện sẽ mãi đi theo ánh sáng nhiệm màu. Và đây là bữa nay cũng là ngày lễ Phật đản nha. Đây có một cái ngọn núi nhỏ nơi Nam Mô Đại Từ Đại Bi lên cầu ứng Quán Thế Âm Bồ Tát ngự. Và đây là vườn Lộc Uyển nha. Vườn Lộc Uyển tứ diệu đế ra đời, Đức Phật biết ngàn sau mãi vẫn còn. Chân lý đó tứ thánh chúng khắc ghi, làm hành trang chốt chặn đường sinh tử. Nay hồi tưởng chúng con xin thành kính, nguyện dốc lòng dốc sức để tiến tu, kia chúng con thành đạo quả, đáp thâm ân Đức Phật mãi hoài trong. Như chúng ta thấy thì diện tích của chùa Tịnh Xá Ngọc Hương khá là nhỏ nha. Có một sư cô đang ngồi cắm bông mặt. Và trước mặt chúng ta đây là tượng Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa Tịnh Xá Ngọc Hương này đang xây dựng tiếp nha.